Xin chào tất cả anh em theo dõi kênh Thợ Mộc. Hôm nay kênh Thợ Mộc lại lên sóng anh em một nếp nhà gỗ lim ta các bác nhé. Một nếp nhà rất độc đáo luôn. Căn nhà này thì có đến 6 vì đấy. 5 gian hiên thông, 6 vì luôn các bác nhé. 28 cây cột đấy. Nhà toàn bộ là làm bằng gỗ lim Thanh Hóa các bác nhé. Nhà làm toàn bộ bằng gỗ lim Thanh Hóa. Thì lát này em sẽ cho cái diện tích phủ bì này, em cộng cái này lại cho anh cái diện tích phủ bì đó nhé. Lấy máy ra chiều đấy, lòng nhà là 5m1, hiên là 1m75, 5m1 đến 1m75 là 6m8, còn lại cộng cái chiều này lại chiều bước gian này đấy. Gian giữa là 2m6 đấy, cộng gian giữa 2m6 cộng với 2m35 nhân 4 235 nhân 4 đấy là 17m1 không, 235 này nhân với 4 này bằng cộng 260 bằng 12m. Thì 12m thì nếu mà các bác xây tường phủ bì thì các bác xây lên khoảng 13m đấy. Một chiều 13m, một chiều 6m8 các bác nhé. Toàn bộ căn nhà là bằng gỗ lim Thanh Hóa, được là khôi phục lại từ một căn nhà cũ đấy, cũng có một số chi tiết là bên em làm mới nhưng mà cũng đều làm bằng gỗ lim Thanh Hóa hết các bác nhé. Căn nhà rất là đẹp luôn đấy. Căn nhà này thì so với nhà mới bây giờ thì là cái mái hiên nó thấp hơn đấy, cái này là anh em phải là xác định được hoàn toàn cái mục đích của mình sau khi lắp dựng căn nhà là một căn nhà theo lề lối cổ thì nó sẽ không cao như một cái căn nhà đời mới được. Nhưng mà cái căn này thì bên em cũng có đã đưa cái chân đá tảng lên rồi đấy, thì căn nhà này nếu anh em có lắp dựng thì anh em sẽ đưa lên 5 bậc thềm thì rất là đẹp đấy, hiên thông 5 gian các bác nhé. Hiên thông 5 gian đấy, có 4 cái kẻ hiên ở giữa thì là kẻ truyền cổ ngỗng, còn 2 cái vì hiên ở hai bên thì là 7 gậy con trông. Đây em sẽ quay cho các bác, đây là hai cái vì hồi đấy, 2 cái vì hồi thì là 7 gậy xà nách con trông đấy, từ dưới đến tận trên luôn thì là sẽ là con trông. Thì lát này em sẽ quay vào trong, còn trước mắt là em quay ở phần hiên đấy. Trước mắt là em quay ở phần hiên đây, đây cái hiên này thì anh em xem nhé, cái cột hiên là vanh 65, đường kính khoảng 21-22 đấy, từ dưới mặt nền lên đến trên cái dạ tàu là 2m, dạ tàu là 2m các bác nhé. Thì cái cột hiên là vanh 65, còn cái cột cửa bức bàn này từ dưới nền lên đến hàng cột quân đấy, từ hàng cột quân là 2m8. Nếu mà tính cả đá thì sẽ là 3m15 các bác nhé. Tính cả trên đá thì cột quân này thì vanh 75. Đấy, cột quân là vanh 75. Đường kính khoảng 24 khoảng đấy. Đấy thì cột 24-25 này. Vanh 75. À không, vừa nãy vanh về là. À không, nó phải vanh về khoảng hơn 75 đấy. Để tí nữa ra kiểm tra lại. Đấy. Cột cái này thì là vanh 90 các bác nhé. Cột cái vanh 90 đấy. Chiều cao mà tính cả chân đá tảng của cột cái là 4m05. Lòng nhà là rộng 5m1 các bác nhé. Lòng nhà rộng 5m1, đó là tính từ cái mép trong của tường hậu đến cái hàng cột lắp cửa bức bàn như thế này đấy, là 5m1. Lối nhà là tiền kẻ hậu bảy, bên trên là toàn bộ là con trồng đầu sen hết, toàn bộ là trồng dương, tiền kẻ hậu bảy là những cây cột lim Thanh Hóa rất là đẹp. Đây là để nó bị nắng mưa nó bị bạc các bác nhé, thì cái này bên em sẽ đánh bóng lên thì nó sẽ lộ hết vân gỗ đi quật quận luôn. Căn nhà khá là rộng, 5 gian hiên thông luôn các bác nhé, căn nhà là 5 gian hiên thông luôn. Căn nhà này dựng lên mà anh em bày đồ cổ, chơi đồ thì phải nói là tuyệt vời luôn. Rất là đẹp, nói chung là ưng ý. Chất gỗ thì là
gần như là mới hết. Để anh em xem. Đấy, gần như là mới hết. Đấy. Mua được cái nhà này ngày xưa nó là một cái nhà của cái dạng lối nhà là đơn giản. Nó toàn bộ nó là kèo thôi. Đấy. Bên em về là mà thay hết thành con chồng. Đấy. Thay hết thành con chồng hết luôn. Thì gần như cái con chồng này là bên em làm cũng bằng gỗ lim Thanh Hóa các bác nhá. Đấy, hai vị thuận đây. Hai vị thuận là có bưng là đố lụa búp mang. Đấy, bưng kín hết hai bên vách thuận. Đây em đứng đây để quay rộng ra cho các bác xem luôn. Đấy. Hai bên vách thuận ở bên kia là có bưng hết đố lụa búp mang anh em nhé. Toàn bộ chất liệu về phần gỗ là bằng gỗ lim ta, lim Thanh Hóa. Vần vèo rất là kinh điển luôn. Cột to. Cột to. Cột cái đường kính 30. Cột quân đường kính 26, 27. Anh em xem. Lòng nhà là 5m1. Gian giữa là 2m6 tim cột. Các gian bên là 2m35. Theo đúng lề lối nhà ngày xưa. Mực thước về kiểu dáng. Mỗi cái là hơi thấp thôi. Thì bây giờ mình căn cái dạ tàu này lên. Và bởi vì cái lòng nhà nó rộng nên là khi bước vào trong nhà thì nhìn cái cảm giác nó lại bình thường. Nhìn cảm giác nó bình thường. Vào cái nhà nó ấm cúng. Những cái nhà này thì anh em kết hợp chơi đồ thì sẽ là chơi đồ cổ, đồ cũ. Thì nó lên cái tông thì rất là phù hợp luôn. Lên cái tông là đúng kiểu của nó luôn. Nhà cũ, đồ cổ nó phù hợp. Thì anh em nào có quan tâm đến cái nếp nhà này thì xin mời liên hệ với em Dương qua số điện thoại là 0963 177 806 anh em nhé. Thì mình có thể liên hệ để đi xem trực tiếp cái mẫu nhà này. Đi xem trực tiếp cái mẫu nhà này luôn. Để anh em nắm được. Đấy. Hai bên là vách thuận đây. Hai bên vách thuận đây. Căn nhà này thì phù hợp cho anh em dựng làm chỗ chơi, tiếp khách, bày đồ cổ, bày không gian xưa cũ. Thì anh em bày rất là thoải mái. Vào cái nhà nhìn nó lề lối, nó đúng mực thước ngày xưa, cân đối từ dáng lối đến đường nét đục rất là kênh bong anh em nhìn. Đường nét đục kênh bong. Thẩm mỹ uốn lượn rất là đẹp. Các cái nét lá đục, lá nào lá ấy to sắc nét. Đấy. Lá to sắc nét mềm mại anh em nhé. Lên một lô giá nhà rất là ưng. Các bác nhìn những cây cột gỗ lim ta phê luôn nhé. Xin kính mời các bác quan tâm liên hệ qua số điện thoại của em. Bởi vì là nó còn liên quan đến cái địa điểm lắp dựng và hình thức anh em là lắp dựng ở đâu. Đấy, căn này thì là anh em làm thành 5 gian hiên thông luôn. Bởi vì cái bức vách em đã bưng ở đây rồi. Nếu như muốn mà chuyển đổi sang dạng 3 gian 2 buồng thì thực sự nó hơi phí. Bởi vì trong buồng mà có cả nguyên cái vì như thế này thì là nó hơi bị lãng phí anh em nhé. Nhà này là cái nhà 6 vì. Nhà này là cái nhà 6 vì. Thì phương án tốt nhất, một là anh em làm luôn cho em thành 5 gian hiên thông, hoặc anh em đã chơi muốn rộng hơn nữa thì anh em làm thành 7 gian. 5 gian 2 buồng. 5 gian 2 buồng thì cái chiều dài của nó thì sẽ lên đến 5 mét nữa. Với cả vừa nãy là 12. Đấy, thì sẽ thành là 17 mét. 17 mét rưỡi. 17 mét rưỡi nhân với cả chiều kia của em là 6m8 các bác nhé. 17 mét rưỡi nhân với 6m8 thì nếu mà làm hình thức thì là làm hình thức gọi là 5 gian 2 buồng. Đấy, 5 gian 2 buồng thì nó to. Còn nếu mà không thì anh em làm 5 gian thông tuông. Làm 5 gian thông tuông 6 vì như thế này. Mình xin nhắc lại là căn nhà này là có đủ 6 vì. Đủ 6 vì. 28 cây cột anh em nhé. Nhà cực kỳ đẹp luôn. Rồi, xin cảm ơn tất cả anh em. Thì cũng phiền anh em nếu mà có quan tâm thì gọi điện trực tiếp cho em nhé. Trao đổi cho nó dễ. Không tiếc gì một cuộc điện thoại cả.
anh em cứ gọi trực tiếp cho em thì em sẽ, hai anh em sẽ trao đổi về giá cả và hình thức lắp đặt như thế nào để anh em trao đổi cho nó tiện. Rồi, xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi kênh Thợ Mộc. Xin chào anh em.